Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói gì về 500 triệu USD đền bù của Formosa? Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng số đền bù đặt ra 500 triệu USD là rất nhỏ, vì ở đây mới tính thiệt hại kinh tế trực tiếp của người dân thông qua sơ bộ đánh giá trực tiếp. Chiều 30 tháng 6, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thông tin về vụ cá chết ở miền Trung. Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong tháng 4 năm 2016, tại ven biển 4 tỉnh miền Trung Việt Nam, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, xảy ra vụ cố môi trường nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường, gây thiệt hại lớn về kinh tế, xã hội, môi trường biển, ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Ngay sau khi có thông tin về sự cố, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp và thường xuyên là Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ ổn định đời sống của ngư dân vùng bị thiệt hại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bước đầu đánh giá thiệt hại về kinh tế, xã hội, môi trường, đồng thời đã chỉ đạo cán bộ, ngành, các cơ quan khoa học trên tinh thần thận trọng, khoa học, chính xác, khách quan và đúng pháp luật, xác định làm rõ nguyên nhân đối tượng gây ra sự cố để có giải pháp xử lý. Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các bộ ngành liên quan huy động trên 100 chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành từ 30 cơ quan và ngoài nước đã tổ chức thu thập, phân tích dữ liệu, có sự phản biện độc lập của các chuyên gia quốc tế, xác định có nguồn thải lớn xuất phát từ khu vực Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, chứa độc tố phenol cyanua kết hợp với hydroxit sắt tạo thành một dạng phức hợp có tỷ trọng lớn hơn nước biển theo dòng hải lưu di chuyển theo hướng Bắc Nam từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, là nguyên nhân làm hải sản và sinh vật biển chết hàng loạt, nhất là ở tầng đáy. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp các bộ ngành địa phương liên quan tổ chức rà soát các nguồn thải, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước với sự tham gia của các bộ, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, và đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh có một số hành vi vi phạm, xác định những sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thử nghiệm của Formosa đã dẫn đến nước thải từ công ty xả ra biển có chứa các độc tố phenol cyanua hydroxit sắt vượt quá mức cho phép. Từ các căn cứ nêu trên, cán bộ ngành, cơ quan chức năng có liên quan đã thẩm định kỹ lưỡng, tham vấn các nhà khoa học trong và ngoài nước và kết luận những vi phạm và sự cố trong quá trình thi công vận hành thử nghiệm tổ nhà máy của công ty Formosa Hà Tĩnh là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong tháng 4 vừa qua. Ngày 28 tháng 6, Formosa Hà Tĩnh đã thừa nhận trách nhiệm làm hải sản chết hàng loạt tại 4 tỉnh, đồng thời cam kết công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại cho dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bồi thường phục hồi môi trường biển với tổng số tiền 11.500 tỷ, tương đương 500 triệu USD. Trả lời báo chí về số tiền đền bù 500 triệu USD của Formosa, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói: "Tôi được biết tập đoàn Formosa có cổ đông chiến lược đến từ Nhật Bản. Phải nói số tiền đền bù chúng tôi đặt ra 500 triệu USD là rất nhỏ, vì ở đây mới tính thiệt hại kinh tế trực tiếp của người dân thông qua sơ bộ đánh giá trực tiếp. Còn thiệt hại lớn hơn như nhiều tổn thương tâm lý, các hệ lụy khác, ví dụ thiệt hại ở Minatama của Nhật Bản do một công ty Nhật xả thải gây ra, các bạn nghĩ là bao nhiêu vẫn chưa tính được. Chúng tôi không cần thiết ở chỗ bao nhiêu mà yêu cầu Formosa và cổ đông thay đổi công nghệ, không để xảy ra tình trạng như vậy, xử lý ô nhiễm môi trường, hỗ trợ người dân xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường, kinh phí đó không phải lớn." Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.